Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Thường Thực Tài. Trong cái video của ngày hôm nay thì mình xin được chia sẻ đến các bạn những ai mà đang đào PI nhưng chưa KYC thì cần phải làm việc này gấp ngay lập tức nha các bạn nha. Đó chính là ví dụ như cái tài khoản này đây, đúng không? Các bạn click chia sẻ, các bạn nhìn thấy gì chưa? Hạn chót để hoàn tất KYC của bạn còn 38 ngày nữa. Nếu như mà trong vòng 30 đây, hạn chót để hoàn tất KYC của bạn 38 ngày, 15 giờ 45 phút, 52 giây nữa, đúng không? Thời gian gia hạn bắt đầu tính từ ngày 1 tháng 7, hoàn tất và đăng ký KYC trong vòng 3 tháng và di chuyển MyNet trong vòng 6 tháng. Bộ đêm giờ, bộ hẹn giờ sẽ tạm dừng trong những khối hệ thống cụ thể. Nếu bạn bỏ lỡ trong trường hợp gia hạn này thì bạn có nguy cơ là sẽ mất PI, đúng không? Thì nếu như trong vòng đây, mình sẽ click vào đây, vào phần hồ sơ. Với cái hồ sơ như này của mình thì gần như là mình đã xác minh hết rồi, đúng chưa? Rồi, back vào đây thì chúng ta sẽ vào phần danh mục MyNet. Ở đây mình cũng đã làm gần như hết các cái công việc cần phải làm rồi. Và đây thì các bạn phải tải ứng dụng Pi Browser này, tạo ví này, xác nhận ví này, và bảo mật tài khoản này. Chúng ta sẽ cái phần mục 6 này, phần chuyển MyNet thì chúng ta từ từ chúng ta làm cũng được, không phải vội. Tuy nhiên thì có cái phần mà KYC thì chúng ta bắt buộc phải KYC trước 38 ngày nữa, nếu không cái tài khoản này sẽ bị đốt, đúng không? Thì chúng ta phải nhanh chóng KYC, bởi vì những tất cả những các cái tài khoản mà đã có gia hạn là còn khoảng 38 ngày nữa thì chắc chắn là đã được KYC rồi, đã được cho KYC rồi. Đây, mình muốn được xem được là cho KYC chưa thì các bạn vào Pi Browser, đúng không? Đăng nhập. Bắt đầu xong rồi chúng ta sẽ đợi nó load hai lần, rồi chúng ta sẽ vào phần KYC. Chắc chắn vào đây cái tài khoản này thì nó sẽ cho chúng ta KYC ngay lập tức rồi, không có lý do gì mà nó không cho KYC, được chưa? Đó. Vào đây thì các bạn bắt đầu làm trình tự từng bước một. Ok, nếu như mà các bạn mà có nhu cầu mà muốn tìm hiểu thêm về cái quy trình KYC mới thì các bạn hãy comment ở dưới video. Thì video sau mình sẽ làm về cái phần KYC cho các bạn xem về cái phần KYC mới nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.